Hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh á, mưa to lắm mọi người. Đây mọi người ở ngoài đường hay toàn ghé vô kho Hà Thắng á, người ta lắm mưa này. Đây mình hôm nay mình giới thiệu ở kho đá Hà Thắng nha. Hà Thắng là ngã tư Gò Mây và đến ngã tư cầu Phú Lộc Vĩnh Lộc, thì vừa đổ xuống hết cái cầu Gò Mây bên tay phải từ đó 100 m nằm bên tay phải như mọi người. Đây mọi người có thể tìm thấy kho ngay. Hồi trước thì mưa rất là to, mọi người ra được mưa đây, mình cũng ra được mưa luôn, rồi đang quay phim mà mưa sẽ ở trong đây luôn. Đây mấy cái mẫu đá mình quay lên đây, mọi người cứ tham khảo và chọn cho mình một cái mẫu tốt nha. Kho này kho đá nhân tạo mọi người, không phải đá tự nhiên nha. À, mấy mưa tịt mũi rồi. Đây là kho đá nhân tạo á. Trầm trầm nhân tạo luôn, kho này với Nhất Phong và một số kho trên siêu thị cho năng xưa đó. Nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu ở đây là kho Nhất Phong nha. Ê, Hà Thắng rồi. Nhất Phong là hôm bữa đá nhân tạo nhìn rất là đẹp nha mọi người. Mấy cái mẫu đá này nó không thua về đá tự nhiên đâu, nhìn nó vẫn đẹp á. Hôm nay trời mưa đó, cái ở ngoài trời thì nó tối cho nên quay cái sắc nét nó sẽ không được đẹp, nhưng mà do đam mê thì mình quay úp lên cho mọi người xem thôi. Mọi người xem clip thấy hay nhớ đăng ký và ủng hộ giúp việc để đạt thành một kết quả tốt nha. Đây cái mẫu đá mình sẽ quay lên. Mấy cái dòng đá này á, nó có tấm thì gọi bằng tên, có tấm thì gọi bằng số nha mọi người. Có thể nhìn số là có thể mua ra một cái mẫu đá nha. Đây mấy mẫu đá ở vàng rất đẹp. Mấy cái này nếu mà làm mấy cái quầy ok luôn á. Đó, mọi người cứ tìm, cứ nhìn trong clip của mình thích cái mẫu nào chụp hình lại cái mẫu đó là lấy kho chọn ngay cái mẫu đó là ok. Đây. Mọi người nào không biết có thể comment bên dưới để có thể là giao lưu, mình sẽ hướng dẫn rất là tận tình cho mọi người nha. Còn giá tiền thì ở đây thì mấy cái clip trước mình cũng nói rồi cho nên mình cũng không có đề cập giá tiền ở đây. Do mình làm bên vận tải và mình cũng chuyên gia vận chuyển đá này mà mình nói ra nữa thì cũng không được hay cho lắm. Thì mọi người muốn làm muốn tư vấn các mẫu đá có thể liên hệ với mình sẽ tư vấn riêng tư với mọi người. Đây những mẫu đá này, tấm đá này là ở bên Trung Quốc nha. Đỏ này mình thấy ốp rất đẹp nha mọi người. Thật sự ra là cái tấm đá này nó ánh kim rất là đẹp, mà mình quay cái điện thoại hôm nay trời mưa nữa cho nên quay không đẹp. Những tấm đá này cũng vậy, toàn là ánh kim luôn á, nó có giống như là nói sao cho mọi người hiểu ta. Gọi là ánh kim, gọi là bật đèn lát lên cái là nó chớp 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 sáng 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 như kim cương vậy đó. Nói những cái hạt đó là hạt ánh kim nha. Nhưng mà hôm nay trời mưa này mình không bật đèn lát thì nó sẽ không có, mình không bật đèn led thì nó sẽ không rọi những cái ánh kim nó lên. Vì bật đèn led lên mọi người ơi, quay vô đá nó sẽ ra một cái đốm giữa, nhìn nó không được đẹp. Cho nên mọi người cũng thông cảm nha. Đây những mẫu đá này ốp rồi. Cái nhà ai thích nhân tạo, làm tủ, bàn, ghế và những cái kệ rất là đẹp luôn á. Đây những cái mẫu số mình sẽ quay những cái đá này nó không có tên mà mình không biết tên nó là gì nữa, nhưng mà mình hay gọi là số. Mình quay số để mọi người tham khảo nha. Rất là nhiều đá nha. Mọi người thấy rất ok chưa? Đây mình sẽ quay sơ lược. Mình sẽ quay sơ lược sơ để mọi người tham khảo rất là nhiều mẫu. Đây những cái dòng số ở trên đây. Đấy, những dòng số chỉ cần đọc đúng số có thể mua ra một tấm đá rất là đẹp mà.
nói vậy như liên tưởng giống như là chỉ gọi số là có ngay. Rồi mấy tấm đá này mọi người thấy rất là ok chưa, nhưng mà sao để mình chỉnh cái màu lại giúp à. Chưa ra nữa ta, nhất là những cái màu trắng mọi người, màu trắng mình quay video mình đưa qua đưa lại cái nó sẽ chuyển cái màu liền à, nó sẽ bị nhè. Đây những cái màu này mình đưa thoải mái luôn á, không có sợ nè, cái màu rất đẹp nha. Mọi người thấy được vân nào con đó y như chang nhau, rất là đẹp á. Này rất là nhiều nha mọi người. Đây một cái mẫu này mình thơ là đồ than là cũng tốt lắm á. Mình sẽ quay sơ lượng cái cho mọi người xem kho đá này lớn hay nhỏ nha mọi người. Tấm đá này bị lật cái mặt bóng vô trong rồi mọi người. Đây, đây, mặt bóng nha, mặt bóng vô trong rồi, cái mặt lưng thôi, chỉ mặt lưng nhìn vậy nhất định mặt bóng sẽ đẹp á. Đây là một tấm đá vân rất là ok luôn, để phần mình sẽ chỉnh màu lại cho mọi người xem nha. Đây, 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 đây. Điện thoại mà quay lên đá hoa cương nó không dễ đâu mọi người, hôm nào mọi người thử rồi không đơn giản chút nào luôn, chỉ cần nhích nhẹ một cái nó sẽ chuyển sang một cái màu khác liền. Đây mình sẽ quay rất là từ cho mọi người tham khảo, có những mã số nằm bên hông đá nha, cái này là người ta mua bằng cái mã số không mua bằng tên nha mọi người. Tên thì cũng được thôi nhưng mà chủ yếu theo mình là mình lấy mã số, ví dụ là 511 mình tới lấy 511 thì ra y chang là cái mẫu đó, mọi người lấy tên lắm đúc mà con lớn con nhỏ này kia nó sẽ khác nha. Đây tấm đá này rất là đẹp này. Mấy tấm đá này mọi người sẽ lựa chọn ốp cho mình trang trí nội thất cái này là ok rồi, còn gì bằng nữa. Cái đá này nhìn cũng đẹp nhưng mà mình quay nhanh quá sao nó bị lần màu ta. Tấm đá này mọi người vân sáng luôn á, để vân mình thận trọng một chút đi, chứ để chút nữa nó nhẹ cái rồi nó bị nhiễu. Đây, nhân tạo rồi rất là ok nha mọi người. Đây là cũng một cái tấm đá rất là đẹp, mấy khách hàng mình hay làm mấy cái lavabo này, mặt bàn này, bàn học sinh này, rồi ốp trang trí trong nhà rất là đẹp nha. Đây. Hai loại đá này nó là một nhưng mà một loại màu hơi nhạt, một loại màu hơi đậm nha mọi người, màu vàng đậm nhìn càng nhạt đó. Thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhưng mà nó là ánh kim đó nha. Hôm nay trời mưa nó tối quá cho nên cái kho nó tối nó không được sáng như mọi ngày. Thôi đam mê mà làm YouTube mọi người cũng thông cảm. Đây mình sẽ quay sơ lược đi để mọi người xem nha. Đây cái tấm đá này bình thường nó ốp cột ốp mặt tiền mọi người, tối mà xe chạy ngang nó giống như ngàn sao nó chiếu vậy đó, nhìn rất là đẹp đó nha, óng ánh. Hồi nãy mấy tấm đá vàng kia cũng giống vậy đó nhưng mà mình chưa diễn tả được, giờ tấm đá này đèn đèn sáng mình mới diễn tả được cho mọi người xem đó. Hồi nãy mấy tấm đá vàng cái y chang vậy đó nhưng mà nó vàng ánh kim vậy đó. Đó bây giờ có tấm đá đó mình sẽ nói cho mọi người biết. Đây cũng là một cái mẫu đá rất là lý tưởng nè, vân rất là đẹp, vân này gọi là mình rối luôn á. Rất đẹp. Cái này đúng là quay bật đèn LED lên á thì nó sáng nó đẹp nhưng mà bật đèn LED lên á thì nó sẽ có một cái ánh sáng nó phản xạ lại nhìn nó không được, cho nên mình không bật nha mọi người. Đây tấm này cũng vậy nè, phía ngoài sáng cho nên ngoài sáng nó chiếu vào,
mình quay tấm đá vậy rồi mình góc cho mọi người xem thôi. Cái góc bên kia nó bị phản ánh sáng rồi đúng không? Đây, 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 đây. Mình từ từ chỉnh. Đó. Còn cái tấm này mình quay vô trong thì trời mưa nó tối rồi. Tối thì quay được như vậy nó ok rồi đó. Thì nó ok chưa? Đây, mình điều chỉnh cái tấm này nó màu xanh xanh nha. Mình xem. Có lẽ nó chưa chuẩn màu lắm nhưng mà mình sẽ lấy số nó. Mọi người thích có thể nhìn số là biết ra tấm đá rồi à. Đa số mấy cái tấm nhân tạo thì người ta hay dùng số nha. Đây, mấy cái mẫu số đây mọi người nhớ chụp lại mẫu số nha. Đây, cái tấm này giống như tấm đen hồi nãy đây, nó rất là sáng nhưng mà mình đã tắt led và mình quay sơ thôi thì nó sẽ không sáng lên. Hồi nãy đèn trắng thì nó sẽ sáng rất là ok. Đây mình sẽ sơ lại kho đá cho mọi người xem nha. Clip đến đây chắc là mình thấy cũng đã dài rồi, mình chỉ quay sơ qua cho mọi người xem. Mọi người thấy hay ý nghĩa nhớ đăng ký ủng hộ kênh Việt TV nha. Rồi để việc hoàn thành để việc đạt được một cái thành quả tốt thì có thời gian thì sẽ quay những clip hay hơn nữa mọi người xem. Thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một clip mới. Rồi bây giờ quay sơ kho nha. Rất nhiều loại đá nha mọi người. Cái này mới mà lập ở trận tấm thì quay hơi bị lâu mới hết được, cho nên mình chỉ quay sơ lược tóm tắt thôi. Có những mẫu đá chưa quay được thì mai mốt mình sẽ quay lên cho mọi người xem. Mọi người hãy đón xem clip của mình để được những cái mẫu đá rất hay và đẹp hơn nha. Đây, đá quá đẹp luôn. Nhân tạo nó cũng đâu khác gì tự nhiên đâu mọi người. Vân nữa là y chang, không khác gì chút nào. Cái nào nhân tạo mình nói nhân tạo, cái nào tự nhiên mình nói tự nhiên. Ở trong cái YouTube mình thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tất cả nha. Cái giá nhân tạo cũng mất tiền lắm mọi người, chứ không có rẻ đâu. Đó, ngoài 20 kìa, khách nó dọc con lửa, nước mưa đó. Mưa rất lớn. Thôi, xin chào và gặp lại mọi người nha. Bye bye.